Phương Mỹ Chi nói gì khi vướng tin đồn lộ clip nhạy cảm? Mạng xã hội xôn xao về clip nhạy cảm nghi vấn của Phương Mỹ Chi. Phóng viên Dân Trí đã liên hệ phía nữ ca sĩ để tìm hiểu sự việc. Ngày 8 tháng 12, Phương Mỹ Chi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn về clip nhạy cảm. Đoạn clip lan truyền trên mạng xuất hiện nhân vật nữ có ngoại hình khá giống nữ ca sĩ. Từ khóa Phương Mỹ Chi cũng tăng lượt tìm kiếm trên các công cụ mạng xã hội. Khi phóng viên Dân Trí liên hệ, quản lý Phương Mỹ Chi cho biết đã nắm thông tin và sẽ phản hồi chính thức trên trang fanpage của nữ ca sĩ. Chiều 8 tháng 12, Phương Mỹ Chi lên tiếng sau những tin đồn gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh. Cô cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của khán giả, đồng thời khẳng định thông tin đang lan truyền là sai lệch, vô căn cứ. Tôi nhận được nhiều thông tin sai lệch và vô căn cứ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và ảnh hưởng đến tâm lý của khán giả yêu thương tôi. Tôi xin khẳng định tất cả những thông tin trên đều hoàn toàn bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải ý thức trách nhiệm đến cho khán giả. Tôi còn bị nghi hoặc nghĩa là bản thân vẫn cần phải cố gắng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật để có được sự tin tưởng nhiều hơn nữa. Cuối cùng, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương tôi, nữ ca sĩ chia sẻ. Dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận động viên đến giọng ca vũ trụ có anh. Có ý kiến khuyên cô nên nhờ pháp luật, cơ quan an ninh mạng để bảo vệ hình ảnh trước những tin đồn vô căn cứ. Năm 2023, nữ ca sĩ vừa kỷ niệm 10 năm ca hát với nhiều bước trưởng thành trong âm nhạc. Từ cô bé dân ca chuyên trị thể loại trữ tình, cô hướng đến phong cách nữ ca sĩ năng động, tiếp cận khán giả với dòng nhạc hiện đại kết hợp âm hưởng dân gian. Gần đây, Phương Mỹ Chi trở thành một trong 62 đại biểu là sinh viên năm nhất được mời tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Tuy không giành được giải thưởng cao nhất, nhưng ngôi vị Á quân năm đó đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô bé dân ca. Đến nay, ca sĩ là gương mặt thành công nhất sau cuộc thi. Sau khi rời công ty của ca sĩ Quang Lê, cuối năm 2022, Phương Mỹ Chi lên chức CEO một công ty giải trí. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé! We'll be right back.